Hello, xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay chính xác là vợ chồng mình vừa tích góp mua được căn nhà anh em ạ. Đấy, căn nhà đây này. Đấy, thì các bạn nhà đây nó tầm 2 tỏi anh em ạ. Đấy, thì hôm nay vợ chồng sang đây để nhập gia tùy tục anh em ạ. Thì bây giờ ở đây nó có ma chuối. Bây giờ là anh em mình cùng hỏi ma chuối xem năm nay là bán được hoa gì cho hợp nhé. Ma chuối ơi. Mày ngáo à? Tao là thần chuối. Thần chuối ơi, bọn con mới chuyển sang cái nhà mới này, bây giờ thần chuối cho con hỏi là bán được hoa gì, loại gì ở đây cho nó hợp thần chuối nhỉ? Hè này chỉ dùng pin 9PM thôi. Hè này chỉ dùng 9PM ra thì bán bao nhiêu cho hợp hả thần chuối ơi? 60. 60 à? Ok thần chuối nhá. Ok. Đấy thì theo như thần chuối nói anh em ạ. Đấy thì con nước hoa 9PM là một con nước hoa nó dành cho bad boy. Thần chuối ở đây bảo là bán cho 60.000 đồng một chiếc anh em nhá. Đấy thì anh em nào mà có nhu cầu mua nước hoa này thì em dành cho mùa hè thì anh em mình có thể dí vào tổ hàng anh em nhá. 60 một chiếc review anh em nhá. Lưu hương tầm 12 tiếng trên da, bán một đám cả ngày anh em nhá. Ok mọi người nhá, xin tổ hàng mọi người nhá. Cảm ơn tất cả anh em nhá.